Tại phiên họp chiều 16 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề án đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, hồ chứa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Đề án đưa ra 12 giải pháp, từ hoàn thiện thể chế chính sách đến giải pháp phi công trình và công trình. Đề án cũng đưa ra các giải pháp cho 7 vùng kinh tế và những đảo có đông dân cư sinh sống với nguồn vốn khoảng 610.000 tỷ đồng. Các đại biểu đều thống nhất quan điểm trong đề án Bộ trưởng Lê Minh Hoan báo cáo, xác định an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, hồ chứa nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển nhanh và bền vững đất nước và đề nghị Quốc hội cần sớm ban hành nghị quyết riêng về vấn đề này. Ngày 16 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phát động chương trình Toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng tiểu ban vận động và huy động xã hội, kêu gọi toàn thể các tổ chức, cá nhân, đoàn thể phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc với phương châm người có của góp của, có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ích, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch. Ngay tại buổi lễ phát động, tiểu ban đã nhận được ủng hộ, đăng ký ủng hộ của trên 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỷ đồng. Từ 12 giờ ngày 16 tháng 9, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, văn phòng phẩm, sửa chữa điện tử, điện lạnh tại 19 quận, huyện, thị xã, vùng xanh của Hà Nội được phép hoạt động trở lại nhưng phải tạo điểm quét mã QR code để quản lý thông tin người vào. Theo hướng dẫn của thành phố Hà Nội, để tạo điểm quét QR code, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đăng ký sử dụng tính năng quét mã QR code tại website tờkhaiyte.vn. Bộ Thương mại Mỹ DOC vừa ban hành kết luận sơ bộ thuế chống bán phá giá lần thứ 17 đối với cá tra ba sa của Việt Nam. Rất mừng, trong 63 doanh nghiệp dự kiến được rà soát ban đầu, DOC hủy bỏ 28 công ty vì nhiều lý do khác nhau. Kết quả rà soát sơ bộ của DOC cho thấy công ty thủy sản Nha Trang không bán phá giá nên sẽ không bị áp thuế. Công ty ESF chịu mức thuế 3,87 đô la Mỹ một ký do không hợp tác đầy đủ với DOC. Công ty Rinfarm được hưởng mức thuế 1,94 đô la Mỹ một ký. Các công ty còn lại trong số 35 công ty được rà soát tiếp tục bị áp thuế 2,39 đô la Mỹ một ký như các năm trước. Như vậy, hiện có khoảng 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra ba sa của Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá của Mỹ lần thứ 17 này.